Chào mừng tất cả bạn đã trở lại với channel Men's Bay, hay còn gọi là kênh Vịn Đàn Ông. Xưa tôi đã từng đọc những comment của anh em về cái việc mà tán những cái cô gái hơn tuổi rồi. Thực ra tôi nghĩ ban đầu á là tán những cô gái hơn tuổi hay là những cô gái cùng tuổi thì cũng có như vậy thôi. Nhưng mà thật ra là có rất là nhiều những các bạn ở đây yêu cầu cái chủ đề là tán tỉnh những cô gái hơn tuổi. Cho nên ngày hôm nay, nếu như anh em không còn muốn là một người bình thường nữa mà anh em muốn vào ngành hàng không làm cơ trưởng để lái những cái chiếc máy bay tình yêu của anh em, thì anh em đã click vào đúng clip rồi. Vì ở trong clip này tôi sẽ cùng với anh em đi qua những cái tips giúp cho anh em có thể dễ dàng hơn trong cái việc tán những cô gái lớn tuổi hơn mình nha. Let's go. Thì trước khi chúng ta bắt đầu clip này, anh em hãy nhớ là cái việc mà tán tỉnh một cô gái, dù cô ấy có lớn tuổi, bằng tuổi, nhỏ tuổi hơn anh em, thì cũng là những cái thứ mà tôi đã từng chia sẻ với anh em thôi. Nhưng mà tuy nhiên ở trong tập này á, tôi với anh em sẽ cùng đi qua những cái lưu ý đặc biệt trong cái việc tán tỉnh những cô gái hơn tuổi. Vì những cô gái hơn tuổi anh em á sẽ có một cái suy nghĩ nó khác một chút xíu so với những cô gái thấp tuổi hơn anh em hoặc bằng tuổi. Cho nên nếu như mà anh em hiểu được những chuyện này thì anh em sẽ dễ dàng rất là nhiều trong cái việc chinh phục những người chị của mình. Đó. Cái tips đầu tiên đó chính là hãy tránh cái việc xưng hô chị em ngay từ đầu. Thực ra kinh nghiệm cá nhân của tôi á, nếu như một cô gái chỉ cần họ lớn hơn tôi một tuổi thôi thì họ đã auto, họ đã mặc định xưng hô là chị và em với tôi rồi. Thì thật ra cái chuyện này nó hơi khác với của tôi nha. Vì đối với tôi á, ví dụ như những người họ nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi đi, tôi vẫn thích xưng là ông tôi, bạn bè hơn. Nhưng mà những cô gái thì khác. Và nhất là những cô gái nào mà họ lớn tuổi hơn em á, hãy tránh cái việc mà họ cứ tiếp tục xưng hô với anh em là chị, em hoặc là chị với bé. Vì hai cái danh xưng này nó không dành cho một người đàn ông hấp dẫn, đúng không? Nếu như anh em muốn tán người ta, cái tip của tôi ở đây là ngay từ cái giai đoạn đầu tiên á, hãy tránh cái việc xưng hô chị em. Hãy nói thẳng ra là anh em thích xưng hô bằng tên hơn. Vì nếu như á mà cô ấy không có quá lớn hơn với anh em thì anh em cứ xưng là tên cho tôi đi. Cái tip thứ hai đó chính là anh em cần phải có một cái sự bí ẩn riêng. Thì thực ra cái bí ẩn là cái mà khi mà chúng ta tán tỉnh mọi cô gái chúng ta cần phải có, đúng không? Nhưng mà tại sao tôi lại đề cập tới cái sự là hãy giữ cho anh em một cái sự bí ẩn riêng? Là vì kinh nghiệm của tôi là những cô gái, miễn sao á mà họ lớn tuổi hơn tôi thì trong mắt của cô gái này á, chúng ta không được nhìn nhận là một người nam giới hấp dẫn đâu. Có nghĩa là trong đầu những cô gái này họ đã mặc định sẵn là cái chàng trai trước mặt họ là một chàng trai nhỏ tuổi hơn, là một cậu bé, là một chàng trai mà không có một cái nguyên tố nào gây bất ngờ được. Anh em hiểu ý tôi không? Cho nên á, anh em phải có một cái sự bí ẩn riêng. Anh em phải đánh ngược lại cái định kiến của cô gái này, là cô ấy đã biết về mọi thứ của anh em, cô ấy đã nắm thót anh em rồi. Vì khi á mà cô gái này nhận ra là oh no, cái cậu bé trước mặt mình thật ra là anh ấy có nhiều cái bí ẩn, anh ấy nhìn khác hơn những gì mình nghĩ, thì có nghĩa là cô ấy đã có một cái sự ấn tượng riêng với anh em rất là nhiều rồi. Cho nên tránh ở đây cái việc á, anh em muốn tán một người lớn tuổi hơn mà anh em tỏ ra mình dễ thương, anh em tỏ ra mình là một đứa em biết nghe lời, thì anh em sẽ mãi mãi là một đứa em biết nghe lời đó. Cái tip thứ ba để giúp cho anh em dễ dàng tán được cô gái lớn tuổi hơn đó chính là hãy đem đến cho cô ấy một cái sự che chở. Tôi không biết anh em sao, có bao giờ anh em thắc mắc á là vì sao nam giới chúng ta có cái xu hướng thích những cô gái lớn tuổi hơn chưa? Ngoài cái việc là cô ấy có kinh nghiệm nhiều hơn, thì theo những gì mà tôi đã tìm hiểu ra được á, là nam giới chúng ta có xu hướng thích những cô gái lớn tuổi hơn là vì những cô gái này biết đem lại chúng ta một cái sự che chở. Cho nên á, hãy đánh lại cái định kiến này, hãy cho cô ấy biết rằng á là anh em không xuất hiện chỉ để chờ cô ấy là người che chở cho anh em. Mặc dù anh em có nhỏ tuổi hơn nhưng mà anh em vẫn có khả năng làm những thứ một người đàn ông bình thường làm, đúng không? Tuổi tác nó không có quan trọng. Mà rất tiếc á là cô gái kia không nhìn ra chuyện đó, và anh em ở đây phải là người hành động, phải là người che chắn cho cô ấy để cô ấy nhận ra à,
Hóa ra cái sự chăm sóc, cái sự che chở, cái sự tinh tế nó không được quyết định bởi độ tuổi mà quyết định bởi kinh nghiệm của một người đàn ông. Cái tip thứ tư giúp cho anh em dễ dàng hơn trong việc chinh phục một cô gái lớn tuổi hơn, đó chính là hãy dám làm những gì mà anh em nghĩ. Là nhiều khi á, anh em bình thường tán một cô gái nhỏ tuổi hơn, anh em rất là tự tin, em rất là cá tính, em dám cho cô ấy biết được những cái thế mạnh của anh em. Nhưng mà khi á, trước mặt của anh em là một cô gái lớn tuổi hơn thì bỗng nhiên anh em bị áp đặt. Thứ nhất á, là bởi định kiến xã hội. Thứ hai là về cái con số tuổi tác. Và thứ ba đó chính là về cái vai vế, đúng không anh em? Cho nên từ đó anh em mới không dám thực sự thể hiện bản thân của mình ra, dẫn tới việc là anh em cũng không thể nào nổi bật hơn so với những chàng trai khác được. Mà anh em cũng biết là con gái bây giờ họ có một cái xu hướng là gì? Là thích quen những người đàn ông lớn tuổi hơn anh em ơi. Anh em bây giờ đã muốn lái máy bay, nghĩa là anh em đã thiệt thòi hơn người ta rồi. Cho nên anh em phải dám làm những thứ mà người ta không dám làm, đúng không? Vì khi mà anh em làm những thứ mà anh em không dám làm thì anh em mới có những thứ mà anh em chưa có được. Tiếp đó như vậy thôi. Cái tip thứ 5 đó chính là anh em cần phải có được một cái định hướng rõ ràng về tình yêu cũng như là tình cảm của mình. Thực ra tôi đã từng nói với anh em là cái tình yêu tuổi học đường là anh em đừng nên hứa cho một cô gái bất cứ điều gì cả, vì cả hai còn quá nhỏ và chắc chắn là những cái lời hứa như là thề ước trăm năm sau này sẽ cưới nhau nó sẽ rất là khó thành hiện thực. Nhưng mà những cô gái mà họ đã lớn tuổi hơn em, khi một người phụ nữ họ càng lớn tuổi hơn thì có nghĩa là bây giờ họ cũng cần phải có một cái sự báo động là mình đã bắt đầu tới cái độ tuổi của sự nghiêm túc rồi. Cho nên nếu như anh em là một chàng trai muốn tán tỉnh một cô gái lớn tuổi hơn mà anh em không đem lại cho họ một cái sự chắc chắn, anh em tán tỉnh họ giống như là anh em tán tỉnh một cô gái cấp 3 thì chắc chắn là không có cô gái nào dám yêu anh em hết anh em. Mà rất là hay là tôi chia sẻ với anh em luôn là những người bạn của tôi họ đã quen rất là nhiều những cô gái lớn tuổi hơn, 5 tuổi, 7 tuổi. Và anh em biết á, một cái trở ngại rất là lớn của những chàng trai ở tầm độ tuổi này quen những cô gái lớn tuổi đó chính là những cô gái kia đã bắt đầu nghĩ tới việc hôn nhân rồi. Thật ra rất là khó nha anh em, là vì phụ nữ họ khác nam giới chúng ta, họ đã nghĩ tới cái việc lâu dài rồi. Cho nên anh em ở đây tôi không biết anh em như thế nào, nhưng mà nếu như mà anh em muốn tán cô ấy thì anh em phải đem lại cho cô ấy cái cảm giác là anh em sẽ là cái người đi được một quãng đường dài, chứ anh em sẽ không xuất hiện như là một cái cơn gió rồi lại đi. Vì không có một cô gái nào lớn tuổi hơn mình mà không nghĩ về chuyện lâu dài đâu anh em, tin tôi đi. Và anh em ở đây á phải là người cho cô ấy cái sự yên tâm, vì anh em chính là cái sự lâu dài của người ta thì rất là dễ để tán những cô gái hơn tuổi. Ok anh em, đó chính là 5 cái tips dựa vào kinh nghiệm bản thân của tôi trong cái việc chinh phục những cô gái lớn tuổi hơn. Ngoài ra anh em hãy nhớ, tôi có từng đề cập trước clip rồi, là anh em tán bất kỳ cô gái nào thì cũng đừng quên chúng ta là nam giới, chúng ta đem tới cho họ sự thú vị, chúng ta đem đến cho họ một cái cơ hội để hiểu hơn về chúng ta, chứ chúng ta không phải là người đi cầu xin tình cảm của bất kỳ ai nha anh em. Tránh cái việc anh em hiểu lầm rất là tệ, tôi không muốn anh em như vậy. Ok, thì tôi mong rằng là sau cái clip này anh em sẽ dễ dàng hơn trong cái việc trở thành một chàng trai cơ trưởng. Anh em sẽ dễ dàng hơn để gọi là gia tăng cái gia vị trong cái cuộc đời tình yêu của anh em. Thì nếu như mà anh em thành công hãy quay lại clip này báo tin vui cho tôi nha, hoặc là inbox riêng cũng được, tùy anh em. Ok, cảm ơn tất cả bạn đã xem toàn bộ clip này đến từ kênh Manspace. Nếu như các bạn thấy hay đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào nút cái chuông để khi nào mà tôi ra cái video mới thì YouTube sẽ thông báo trực tiếp với các bạn luôn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau đến từ channel Manspace. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe. Còn bây giờ thì chào các bạn.